Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đã có 62 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp được phê duyệt giá tạm. Cảnh báo an toàn sau vụ bắt cóc trẻ em ở Long An. Mỹ ứng phó với cháy nổ pin lithium-ion như thế nào? Thưa quý vị, đại diện Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, tính đến ngày 29 tháng 9, có 62 trên 68 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất gần 3.400 MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm, tăng thêm 2 dự án. Số lượng dự án đã gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81 trên 85 dự án với tổng công suất gần 4.600 MW. Có 68 dự án đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo quyết định số 21 của Bộ Công Thương. Ngoài ra, có 20 nhà máy, phần nhà máy với tổng công suất hơn 1.170 MW đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại, phát điện thương mại lên lưới. Kế hoạch di rời các cơ sở giáo dục, đại học, bệnh viện ra khỏi trung tâm thủ đô Hà Nội sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chủ trì, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở, Bộ Xây dựng đã rà soát 36 cơ quan trung ương thuộc đối tượng quy hoạch để xây dựng phương án quy hoạch cụ thể. Theo đó, bố trí hệ thống trụ sở bộ ngành tập trung phát triển tại khu Tây Hồ Tây và một phần tại khu vực Mễ Trì, gồm hai nhóm phương án. Một là nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ, gồm 23 cơ quan. Còn nhóm 2 là đề xuất di rời, gồm từ 12 đến 14 cơ quan. Nhân kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã cho ra mắt không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến. Đây là một không gian triển lãm mỹ thuật trên nền tảng số, vừa giúp các nghệ sĩ giới thiệu, quảng bá, lưu giữ tác phẩm của mình, vừa có thể giao lưu, kết nối, tăng cơ hội gặp gỡ công chúng yêu nghệ thuật và các nhà sưu tầm trong nước và quốc tế. Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến chính thức ra mắt công chúng và sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất tổ chức triển lãm nghệ thuật trên nền tảng không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến của các tổ chức và cá nhân. Nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ thân thiết, nơi kết nối nghệ sĩ với công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế. Sau vụ việc bắt cóc tống tiền trẻ em tại tỉnh Long An, bài học cảnh tỉnh đưa ra đối với các bậc phụ huynh và thầy cô nhà trường là cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp. Nếu không đưa đón trẻ được thì phải đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại của người được ủy quyền đưa đón trẻ. Giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh. Tuyên truyền phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền, điện thoại khi đến trường để phòng tránh việc người lạ trà trộn vào thời điểm đông người gây mất an toàn cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra camera an ninh trong trường để phát hiện camera nào bị hỏng, những góc khuất chưa hoặc không thể quan sát phải chỉnh sửa kịp thời. Thời điểm này, giới đầu tư và người mua nhà vẫn còn rón rén, mặc dù chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi thông thị trường bất động sản. Doanh nghiệp buộc phải đổi mới nhiều khâu để kích cầu. Dù vậy thì thanh khoản thị trường vẫn yếu, cần thêm những chính sách hỗ trợ giúp giảm áp lực tài chính, đặc biệt là với người có nhu cầu mua nhà ở thật sự. Những khách hàng này đang mục sở thị công trình xây dựng của dự án mà họ đang xem xét có quyết định đầu tư hay không. Đây được cho là một cách làm mới của một số doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư và khách mua lẻ căn hộ quan tâm. Thay vì chỉ xem và chốt trên giấy như trước kia, thì nay họ đã được thị sát công trình để hình dung được tương lai của sản phẩm mình đầu tư. Đây là lần đầu tiên mà tôi xuống được cái thăm trực tiếp trong quá trình chủ đầu tư đang xây dựng. Cái sản phẩm thực tế mà người ta được trải nghiệm ấy, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và khách hàng cũng đặt niềm tin vào rất là nhiều. Được tham quan mới thấy được cái thực tế của cái dự án. Thì lo lắng nhất là chủ đầu tư là dở dang, làm dở dang. Và thực tế thì nhiều người đã bị rồi. Từ việc đổi mới khâu tiếp thị của nhiều doanh nghiệp bất động sản mà nhiều dự án, sản phẩm căn hộ đã thu hút được khách tham quan và chốt mua nhiều hơn. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường còn yếu cho người mua vẫn gặp áp lực về tài chính. Các chuyên gia cho rằng thời điểm này cần có thêm những công cụ khác được vận dụng để giảm áp lực tài chính, đặc biệt là với những người có nhu cầu nhà ở thực. Có thể sử dụng một số những cái chính sách, đặc biệt là chính sách về mặt thanh toán. Bởi vì sao? Đây là một cái yếu tố chính mà người mua đang cân nhắc tại thời điểm hiện tại, khi mà cái việc tiếp cận đến cái nguồn vốn nó trở nên khó khăn và lãi suất cho vay hiện tại cũng chưa có cái dấu hiệu
giảm quá nhiều. Hiện khó khăn của thị trường bất động sản được đánh giá do hai yếu tố là pháp lý dự án và áp lực tài chính của các chủ đầu tư lẫn khách hàng. Chính vì vậy, việc sử dụng các công cụ, chính sách bán hàng phù hợp với các nhóm đối tượng khách hàng sẽ giúp thanh khoản thị trường tốt hơn. Chúng tôi làm việc và tư vấn cho một số chủ đầu tư rất là linh động và sáng tạo trong cái việc là tạo ra các cái chính sách thanh toán, các cái phương thức thanh toán. Thời gian qua, doanh nghiệp bất động sản đã xoay sở đủ đường từ hạ giá sản phẩm, chuyển nhượng dự án, sát nhập doanh nghiệp để thoát thân, nhưng vẫn khó khăn chồng chất do thiếu cầu. Có thể nói, đây là thời điểm rất cần các giải pháp để kích cầu, tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản. Chuyển sang phần tin quốc tế, cuộc đua giành ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm đã được khởi động khi Hạ nghị sĩ Steve Scalise, nhân vật quyền lực thứ hai của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, và Hạ nghị sĩ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đều tuyên bố ra tranh cử vị trí này. Thông tin trên được các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đưa ra ngày 4 tháng 10 sau một cuộc họp kín. Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, người vừa được chỉ định làm Chủ tịch Hạ viện tạm quyền, Hạ nghị sĩ Tom Coates, Chủ tịch Ủy ban Quy tắc của Hạ viện. Đảng Cộng Hòa ấn định ngày 11 tháng 10 sẽ bỏ phiếu để chọn người kế nhiệm ông McCarthy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Mỹ một vị Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm bị phế truất. Vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương, bão Koinu đã đổ bộ vào bán đảo Hằng Xuân của vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc, khiến 190 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Tại thời điểm đổ bộ, gió tại vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17, gây mưa to đến rất to. Từ trưa đến đêm 5 tháng 10, nhiều địa phương tiếp tục có gió mạnh, mưa to đến rất to. Trước đó vào lúc 9 giờ tối 4 tháng 10, đài quan sát Lanzhou đã đo được tốc độ gió tại thời điểm đó là 95,2 m trên giây, vượt cấp 17, lập kỷ lục mới về sức gió giật mạnh nhất ở Đài Loan trong 126 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, bão Koinu tiếp tục di chuyển về phía Tây với tốc độ 10 đến 15 km/h và sẽ sớm đi qua bờ biển phía Nam của đảo Đài Loan, hướng về vùng biển ven bờ phía Đông Quảng Đông và cường độ suy yếu dần. Hôm qua 4 tháng 10, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã bất ngờ công bố nước chủ nhà đăng cai tổ chức World Cup vào năm 2030, sớm hơn một năm so với dự kiến. Theo đó, Maroc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã được chọn là chủ nhà của World Cup 2030, trong khi các trận đấu khai mạc sẽ được tổ chức tại Uruguay, Argentina và Paraguay để kỷ niệm 100 năm giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại 3 châu lục và 6 quốc gia. World Cup lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 tại Uruguay và nước chủ nhà đã giành được chiếc cúp sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên thế giới và tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ cháy do pin xe điện gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo các chuyên gia, pin lithium dùng phổ biến cho các dòng xe đạp, xe máy điện hiện nay, nếu cháy thì sẽ rất khó dập tắt theo cách thông thường. Thậm chí nếu dùng nước để chữa cháy thì có thể gây nổ. Vậy làm thế nào để phòng tránh và quan trọng nhất là xử lý các đám cháy do pin lithium? Trong một góc nhìn ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng xem nước Mỹ ứng phó với vấn đề này như thế nào. Theo chuyên gia từ Viện Nghiên cứu An toàn Cháy nổ của Mỹ cho biết, khi pin có hiện tượng thoát nhiệt, tế bào lithium ion đi vào trạng thái không thể kiểm soát, tự đốt nóng và gây ra khí dễ cháy. Nếu lượng khí này không được xử lý, ngay khi thoát ra ngoài môi trường, nó có thể phát nổ. Để tăng cường khả năng ứng phó trước những tai nạn không mong muốn liên quan tới cháy nổ xe điện, Cơ quan Quản lý Cứu hỏa Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều biện pháp. Trong khi đó, các hãng xe tại Mỹ cũng có những biện pháp để giải quyết vấn nạn này. Tuy nhiên, một trong những vấn đề gây đau đầu với lực lượng phòng cháy chữa cháy đó là các thiết bị sử dụng pin lithium không giống nhau. Chính vì vậy, nhóm lính cứu hỏa phải dựa nhiều vào các hướng dẫn khẩn cấp của mỗi hãng xe để hiểu cơ chế và biết phải làm gì khi có trường hợp cháy nổ xảy ra. Tình huống pin xe máy điện phát nổ và bốc cháy không thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, nếu không may pin xe điện bốc cháy, thường có nguy cơ cao gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Do đó, theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, ngay khi xảy ra cháy, điều đầu tiên chúng ta phải làm là cúp cầu giao điện. Ngay sau đó, sử dụng bình phòng cháy chữa cháy chứa khí CO2 xịt trực tiếp vào nguồn cháy. Khí CO2 có thể dập tắt đám cháy nhanh mà không làm hư hỏng các thiết bị điện. Trường hợp không có bình khí CO2 thì có thể dùng bình phòng cháy chữa cháy dạng bột.
Tuy nhiên, bình dạng bột có thể làm hỏng mạch của thiết bị điện tử. Do đó, trường hợp liên quan hệ thống điện tử giá trị cao, chúng ta cần cân nhắc. Tình huống không có bình chữa cháy trong nhà sau khi chắc chắn là đã ngắt điện, nếu đám cháy còn nhỏ, có thể dùng một khăn lớn nhúng nước, chụp nguồn lửa để phòng cháy lan, cháy lớn và nhanh chóng gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ngoài việc người sử dụng phải tự nâng cao ý thức, học cách sử dụng an toàn, thì việc có những đội ngũ ứng cứu được đào tạo, được trang bị đủ kiến thức về loại pin này cũng rất quan trọng nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Đến đây, bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.